Có khó chịu thì cứ nói chị ha, chị để làm kỹ cho nha. Chị dặn mẹ rồi, mua sữa rửa mặt xài phải nhớ rửa cho kỹ nha. Da em thì còn đỡ, da chị kia là nhờn, là vệ sinh không ổn nè. Nó là em à? À em, da em được trước là da em nặng hơn, da em nhạy cảm hơn, mà em này giờ lại không bị nặng như bạn kia. Phụ thuộc vào cái chăm sóc. Mấy đứa có tự nặng ở nhà không vậy? Đâu đâu có. Ai nặng? Là chén chén anh nặng. Tự mình nặng à? Dạ. Quá xa rồi. Không nên tự nặng đâu, nặng nó lây dữ lắm em. Chỗ em nặng còn nguyên nhân không á?
vô cái môi khô mà nó gọi là quá khô luôn á, nó khô mình nứt luôn á. Lượng nước lắm hả mấy đứa? Dạ lượng. Không thích uống nước hả? Dạ. Không thích uống nước là cái vấn đề mụn là nó sẽ thấy như xảy ra thường trực lắm luôn á bé. Nó với lại con gái mà